Điện tử Thanh Huê xin kính chào tất cả các bác đang xem video của em. Dạ vâng, ngày hôm nay thì shop điện tử Thanh Huê lên sóng cho bác hai cái con âm ly đến từ thương hiệu Lukman, và trước mắt các bác đây là cái con Lukman L507F và L505UX. Có mặt tại shop điện tử Thanh Huê trong tình trạng là đẹp zin tuyệt đối. Và em đã cắm điện sẵn đây, các bác quan sát hai con cập bến tại shop em trong tình trạng là đẹp zin tuyệt đối. Đó, về phần mặt của chiếc âm ly đều là phay nhôm và vàng chanh cực kỳ là đẹp mắt. Cái dòng âm ly Lukman này là một cái dòng thương hiệu nổi tiếng trên thị trường và các bác có thể ghép với nhiều dòng loa. Đặc biệt là bên em hay ghép với những cái dòng loa đến từ thương hiệu JBL này, Tainoi, B&W. Và ngoài hai cái model này thì bên em cũng có những cái model khác cho các bác. Bác nào yêu thích và cũng như là đang tìm kiếm model nào thì các bác hãy liên hệ với em theo cái số điện thoại 0333 289 289. Dạ vâng, quay trở lại với chiếc âm ly. Con bên cạnh em đây. Đó, các bác quan sát mặt phai nhôm vàng gôn cực kỳ là đẹp mắt luôn. Và phía trước mặt đây là hai núm xoay to, một bên đây là input và một bên này đây là volume. Ở chính giữa là cái đồng hồ LED hiển thị cái kim vẩy theo nhạc. Và phía bên dưới là những cái nút điều chỉnh âm sắc thông thường của một chiếc âm ly, điều chỉnh ba năng này, bass chép. Dạ vâng, hai chiếc âm ly này thì có mức giá rất là tốt cho bác. Bác nào quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em để em gửi hình ảnh chi tiết cụ thể cho bác. Và đây không chỉ là một cái chiếc âm ly nghe hay bày đẹp mà nó còn mang lại cái chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời. Chất lượng âm thanh của dòng Lukman thì các bác biết rồi, với cái chất âm thanh rất là ngọt ngào này, chi tiết. Cái chiếc L507F này thì có cái công suất là 200W ở chiều tải 8 ohm trên 2 kênh. Và ghép với những cái dòng loa thì các bác ghép, đặc biệt với ghép những cái dòng JBL thì cho ra cái chất âm ngọt ngào trung thực chi tiết. Ở cái chiếc này thì đã kiểm soát tốt ba giải và có cái giải chép rất đẹp, mịn màng, đầy nhạc tính. Và có cái phần công suất lớn, phối ghép đa dạng với nhiều dòng loa. Sự tiêu thụ điện năng là 280W, có cái kích thước chiều rộng là 467, chiều cao là 179 và chiều sâu là 440mm, trọng lượng là 22,5kg. Dạ vâng, đến với cái dòng thương hiệu Lukman này thì các bác yên tâm về chất lượng. Cũng như là đây là một cái dòng nghe hay bày đẹp. Và các bác có thể lựa chọn cái con L507F này hoặc là cái chiếc 505UX. Bởi hai con này cũng có cái giá thành tương đương như nhau và cũng như là cái thông số kỹ thuật gần giống nhau. Về chiếc 505UX thì có cái thông số kỹ thuật với công suất là 200W ở chiều tải 8 ohm, 300W ở chiều tải 4 ohm. Và có kích thước chiều rộng là 440, chiều cao là 178, chiều sâu là 454mm, trọng lượng là 22kg. Đây là một cái thương hiệu nổi tiếng, đình đám tại xứ sở Hoa Anh Đào. Thế hệ đầu tiên thì được ra đời vào những năm 66, được nhiều người chơi lúc bấy giờ lựa chọn đánh giá cao về cái dòng Lukman này. Và 505UX là một trong những cái con âm ly tích hợp hai kênh thuộc cái phân khúc high end được nhiều người săn đón sử dụng nhất trong nhà Lukman. Dạ vâng, hai chiếc âm ly này với cái phân khúc tầm trung trong nhà Lukman và được nhiều người săn đón sử dụng trong cái hai cái model này. Em quay chi tiết cận cảnh cho các bác và sau đó thì em sẽ quay một vòng cho các bác quan sát về cái phần hông sườn cũng như là mặt đằng sau của hai chiếc âm ly. Hai chiếc này thì nói chung là rất là đẹp các bác. Rất là đẹp các bác nhé, chỉ là không có thùng thôi. Tuy nhiên thì so với cái độ đẹp và giá thành thì rất là tuyệt vời và rất là hợp lý. Đó, các bác quan sát, đây là phần mặt của chiếc âm ly đây. Đó, rất là đẹp các bác nhé. Cái dòng này có cái đèn màu vàng cực kỳ là đẹp luôn. Hông sườn đây, mọi chi tiết đều rất là đẹp luôn. Dòng này thì chạy điện 100V. Ngay bây giờ thì điện tử Thanh Huê sẽ không làm mất thời gian hơn của các bác. Em sẽ đưa caramel tới gần hơn để cho các bác quan sát kỹ chi tiết được cái con âm ly này. Dạ vâng, đầu tiên thì em mời các bác cùng em quan sát cái con âm ly Lukman L507F này. Con này thì đẹp cả nghe lẫn nhìn các bác nhé, đáng chơi và đáng sưu tầm. Giá thì rất là hợp lý trong tầm tiền. Khuôn mặt là phai nhôm vàng chanh cực kỳ là đẹp mắt luôn. Cái dòng này thì đã kiểm soát tốt ba giải và có giải chép rất là đẹp, mịn màng, đầy nhạc tính. Các bác quan sát cái phần mặt trước của chiếc âm ly, chính giữa là hai cái đồng hồ vu màu vàng cực kỳ là đẹp mắt luôn. Hai bên, một bên là núm input và một bên là volume. Đó, các bác quan sát cực kỳ là đẹp mắt. Ở phía dưới là những cái nút điều chỉnh âm sắc thông thường của một chiếc âm ly. Em quay một vòng để cho các bác quan sát. Đây là hông sườn đấy các bác ạ. Đó, các bác quan sát. Mặt rất đẹp và hông sườn cũng rất là đẹp luôn ạ. Và tiếp theo em quay sườn còn lại. Đó, em mời các bác quan sát. Tất cả mọi chi tiết của con này rất là đẹp luôn. Còn cái phần mặt đằng sau thì chút nữa em sẽ tháo dây điện để quay cái phần mặt đằng sau cho các bác. Đây là trên nóc của chiếc âm ly ạ. Chiếc âm ly rất là đẹp các bác nhé. Mức giá trong tầm tiền rất là hợp lý.
tất cả mọi chi tiết vuông thùng sắc cạnh tất cả đều rất là đẹp. Các bác quan sát giúp em một chiếc âm ly đáng để chơi trong nhà lúc man ạ. Cái chiếc L507F này thì có cái giá là 50 triệu. Và tiếp theo em mời các bác cùng em quan sát cái con phía bên trên. Đây là cái con L505UX khuôn mặt vàng gold. Đó, các bác quan sát con Early rất là đẹp luôn. Ở chính giữa vẫn là hai cái đồng hồ vu đặc trưng của nhà Lukman. Hai bên, một bên là input và một bên là volume. Mặt phai nhôm cực kỳ là đẹp mắt luôn. Phía dưới cái phần đồng hồ là những cái nút điều chỉnh âm sắc thông thường. Cái dòng này volume đã tích hợp neck cua các bác nhé. Các bác quan sát sườn của chiếc Early rất là đẹp luôn. Con này thì với mức giá là 51 triệu. Em bao ship toàn quốc cho các bác. Đó. Đây là hông sườn còn lại các bác ạ. Một chiếc âm ly đáng chơi và các bác có thể ghép với nhiều dòng loa trên thị trường. Dòng này thì chất âm rất là ngọt ngào rồi. Em quay chậm nhất có thể để cho các bác quan sát. Đó, các bác quan sát này. Tất cả mọi chi tiết đều rất là đẹp. Và bây giờ thì em sẽ tắt điện đi, em quay cái phần đằng sau cho bác được quan sát ạ. Đây là phần mặt đằng sau của cái chiếc Lukman L505UX này các bác nhé. Đó, các bác quan sát phần đằng sau rất là đẹp luôn. Những cái nút rắc kết nối vàng óng ánh luôn ạ. Tất cả mọi chi tiết đều rất là đẹp. Dòng này thì chạy điện 100V. Đó, mặt sau đẹp, mặt trước đẹp, mọi chi tiết đều rất là đẹp luôn. Các bác có thể tham khảo ở hai cái model này. Và đây là cái chiếc L507F. Mặt đằng sau đẹp. Nói chung là hai cái chiếc này đều rất là đẹp. Các bác có thể cân đối hai con này. Hai con này với mức giá thì cũng tương đương nhau. Con L507 này, F này thì với cái mức giá là 50 triệu. L505UX là 51 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bác. Hai con rất là đẹp luôn. Một con là vàng gold, một con là màu vàng chanh. Shop điện tử Thanh Huê xin cảm ơn tất cả các bác đã xem hết video của em. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ.